Hello mọi người. Đã bao giờ mọi người thắc mắc về cái lỗ thủng trên cái ghế nhựa mà chúng ta hay ngồi khi ngày xưa đi chào cờ hoặc là khi ăn tiệc chưa? Khắc công thì cũng đã từng có thắc mắc đó, và khắc công nghĩ rằng cái lỗ đó chỉ để xả hơi thôi, để các bạn đánh giấm hoặc là ở miền Nam gọi là địt thôi. Nhưng mà thực chất lỗ hình tròn này có tác dụng là lỗ hình tròn sinh ra không đơn giản nhằm mục đích dễ cầm và vận chuyển, mà nó còn được tạo ra với mục đích chính liên quan đến áp lực khí khi xếp chồng những chiếc ghế nhựa này lên nhau. Nếu không có chiếc lỗ nhỏ này thì bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc cất giữ và vận chuyển chúng. Những chiếc ghế nhựa khi chồng lên nhau sẽ dễ dàng bị hít vào nhau, rất khó gỡ ra do hiệu ứng tương tự như chân không được tạo nên từ khoảng trống giữa hai chiếc ghế bị nén lại. Ngoài ra, khi xếp chồng những chiếc ghế lên nhau, nếu có chiếc lỗ này thì ta có thể xếp gọn gàng và vững chắc chúng. Vậy tại sao phải là hình tròn mà không phải là các hình khác? Nhà sản xuất cũng đã nghiên cứu và nhận thấy hình vuông hay bất kỳ hình dạng nào khác có góc cạnh đều sẽ dễ bị tập trung lực ở các góc cạnh và dễ dàng bị gãy, vỡ. Không chỉ hỏng đồ dùng mà còn hại không tưởng cho người sử dụng. Trong khi đó, hình dạng tròn có khả năng phân phối và chịu lực tốt hơn nhiều. Bên cạnh đó, người ta cũng không làm hình oval hay hình có góc tròn khác, bởi vì hình tròn làm khuôn dễ nhất nên người ta chọn lỗ tròn cho ghế nhựa. Đấy các bạn, không chỉ dùng để xả hơi đâu. Những điều đơn giản mà chúng ta không biết. Bye bye.